Đây đây, đây 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 đây, hôm nay nó mới về đây, màu mới màu mới. Chán thì chứ, nói một lèo từ nãy giờ. Buồn không thèm nói luôn. Nói một lèo từ nãy giờ quên bấm nút bà con ạ. Rồi làm lại từ đầu nè. Đây là Mexico 66 XD cái bản màu mới la này. Mình hốt về mấy size luôn nè. Ôi xa. Thay mỗi cái màu thôi, thay màu dây nè, thay màu đích nè. Thay màu đích thành màu cam, thành màu xanh lá nè. Cái logo này thường là màu đen của đô, màu đen cam thì bây giờ nó chuyển thành này. Ủa màu đô, màu đen cam của tôi đâu rồi ta? Để tôi sửa tôi đi lấy ra cho. Rồi nè, tới luôn nè. Các bạn thấy gì không? Nó thay mỗi cái màu, để tôi ngồi xuống như thế. Có mình tôi thì mốt chắc phải tuyển chân dài nào giống tôi để vừa quay video mới được. Đây nè, thay mỗi cái màu để tôi quay lại cái đó. Đó, dây một cái xanh, dây một cam. Cái này màu đen chuyển sang màu xanh đen, cam, xanh lá. Đưa cái đít lên coi. Ừ, vậy đi. Đó, hai cái đít nữa nè. Một cái đít màu cam, một cái đít màu xanh. Da rất là mềm nha mọi người. Cái này là da lộn nên nó mềm ấy. Cái phần này mấy ông đi có ướt mưa thì nên né né nha. Nó ướt thì nó sẽ bị dính, dễ lem màu lên trên đây nha. Đặc biệt là hai cái màu này á. Cái đây có thể gọi là một cái sự phối màu khá là mạo hiểm á. Nhưng mà người ta chắc chắn một vấn đề là người ta đã test rồi này. Với mức độ lem màu nhất định người ta mới cho lên sản phẩm này. Ok. Nói chung là khác mỗi cái màu thôi, thiết kế thì như nhau. Thằng màu xanh này cũng có dây màu kem luôn nha mọi người. Màu kem sẽ hợp với mặt dài nữa ta. Tôi thấy cái màu là nó không được hợp mấy rồi đó. Chắc là tôi khó tính về màu. Nhưng mà nhìn sơ thì chẳng ai biết. Rồi đó. Đây là 41.5 này. Rồi. Nãy giờ tôi nói một lèo mà tôi quên bấm nút á. Giờ làm lại nè. Em vàng này về thêm hai đôi nữa nè. Em vàng này hiện tại mình có 41.5, 42.5 và 43.5. Em gheo 4 nè, không có lộn gheo 3 thôi. 3 thì gheo 3 từ 4 đi. Em gheo này là của khách nhờ đặt nè. Mình đặt về. Thôi kệ nó đi. Ê à. Nhưng mà khi đi là quá đơn nè. Kệ nó luôn đi. Đây này. Tôi tưởng bên Trung Quốc nó mới bán cái dòng này thôi. Nhưng mà Nhật Bản thì nó cũng có bán nữa nè. Tôi mới tìm được cái nơi để tôi mua được hai đôi về. Hai đôi này thì mình ship bên kia về. Với giá hiện tại mình đang bán chỉ có 2.690.000 thôi. Nó có mấy size à? Mình chỉ có 41.5 và 38 thôi. Vẫn luôn thắc mắc mãi ở đây có một cái logo Onitsuka này. Tại sao không in ở đây dòng chữ Onitsuka hoặc là cái tên của thằng dài này nhỉ? Thì nó sẽ đẹp hơn nhỉ. Mặc dù giá tiền nó sẽ nâng lên một xíu nè. Này tôi nghĩ vậy nó sẽ đẹp hơn nha. Hoặc là có đó sẽ có một cái điểm nhấn nè. Ôi, một dòng chữ Mexico 66 lên đây thì nhưng mà nó hơi nhỏ nha. Ok. Con này của khách nhờ đặt rồi. Không sao. Hết rồi đấy. Hôm nay tôi có nhiêu đây? Mấy đôi ta? 3 4 5 6 7 8 9 9 đôi, 9 đôi. Hôm nay có nhiêu đây thôi. Ai càng thì ấu la tôi. Tới luôn đi mấy anh em ơi. Đây nè, ăn tiền hay không là chỗ này nè. Nhấn xuống cái nó im hay không, da thật không, da xịn không. Mấy anh đừng có cầm cái này ghi ghi mang vô mà ghi ghi nha, nó giãn nó hết đấy. Nó xấu rồi dài nè. Nè, một đám hộp của nó nè, một đám hộp, một đám hộp. Bây giờ thì tôi sẽ gói nó lại và liên hệ giao cho mấy khách. À, công việc làm khá nhiều ấy. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem.